Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng vào lúc 12 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính thưa quý vị, phụ nữ sau độ tuổi 40 thường gặp phải những cái vấn đề về da và tóc. Nếu như vấn đề về da thì chúng ta có thể sử dụng kem dưỡng da hoặc là những công nghệ làm đẹp hiện nay để cải thiện được tình trạng lão hóa da. Tuy nhiên, vấn đề về tóc như tóc khô, gãy, rụng khiến cho nhiều chị em cảm thấy vô cùng lo lắng và vấn đề điều trị thì cũng khá là nan giải. Vậy làm sao để giúp cho chị em phụ nữ trong độ tuổi 40 trở đi vẫn có được một mái tóc chắc khỏe? Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay, giảng viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào Thanh Phương, xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, và trước khi chúng ta cùng đến với phần trò chuyện cùng với bác sĩ thì xin mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình hôm nay. Úc ơi, sao im lặng vậy kìa? Như vậy là đúng sự thật là người ta đồn đại rồi. Úc ơi. Đấy, tám. Cái gì vậy? Bỏ ra, nín liền, nín liền. Nãy giờ chị khóc nửa tiếng hồ, không thấy giọt mắt nữa. Chị muốn khóc cho nước mắt chị rơi ra nhưng mà chị phải kềm chế lại. Bởi vì người đau khổ là em chứ không phải là chị. Mình sắp sửa phải xa nhau rồi. Bà bị bể hụi bà chạy hả? Em ơi, cái nhà của em đó em, chị bỏ tiền ra chị mua một cái một à, thì làm sao mà chị nhật nợ chị trốn hụi được em. Ê, nãy giờ bà nói một tháng trời tôi chưa hiểu câu chuyện bà muốn nói đó bà. Em sắp chết rồi phải không? Em đang ung thư giai đoạn cuối rồi đúng không em? Ê, nó nghe nè, ví dụ bà có nói tôi ung thư bà cũng phải cho tôi thời kỳ 4, thời kỳ 5 thì tôi đợi vài ngày để chứng chỉnh tâm lý của tôi biết là tôi sắp chết. Sao bà đẩy cái thời kỳ cuối luôn vậy? Chị đâu có đẩy đâu em. Chứ ai đẩy vậy? Bây giờ ai cũng biết cái chuyện em ung thư thời kỳ cuối hết mà. Ai đâu? Cả chợ. Bà nghĩ sao có con mẹ ung thư nào mà mập như tôi không? Vậy là em không có hả? Tụi nó nói hả là em đó là bị ung thư ha, thời kỳ cuối cho nên tóc của em hả là rụng hết, thành ra em phải đội tóc giả và đội xuyên suốt. Em đội là em đội fashion, đội thời gian. Ờ à, vậy hả? Vậy là không có đẹp phải không? À. Trời ơi, mấy bà bán ở chợ nhiều chuyện dễ sợ luôn á. Nhưng mà em cũng có vấn đề về tóc. Buồn lắm chị ơi. Buồn cái gì nói chị nghe coi. Tóc nó rụng. Mà nó rụng tới nỗi mà chị biết không? Em ngủ á, một đêm tới sáng vậy. Em đang ngủ chị biết như búp bê vậy đó, đang ngủ. Xoay qua nhìn cái gối giật mình đó chứ. Hồi tối qua tôi cũng cái gối màu trắng mà quay qua, trời ơi cái gối giống như gối lông màu đen vậy đó chị. Tóc nó rụng mà đen cái gối luôn. Nó rụng gì mà nó rụng? Gội đầu á, xối nước xuống vậy nè, người ta nói là mình vô gòi dòi qua sen có nhiều mình tắm. Hiểu không? À nó rụng. Bây giờ em đủ chiêu hết trơn á. Em quật cái đầu em ngược xuống, em cắm đầu xuống như nè chị biết, em dội nước từ đầu em xà xuống kiểu như là em gội từ gáy gội lên, nó rụng ngược từ gáy luôn chị. Chung là chảy không đụng dám đụng cái đầu nó hối lên tới đây luôn. Em nghĩ em mới có 40 hơn sao nó rụng chị? Trời đất ơi, cái chuyện mà mọc tóc hay là tóc đừng có rụng hay dễ ợt như trở bàn tay vậy đó. Sao chị trở em coi, chị hơn tuổi em mà sao tóc chị quá trời, nhất là cái tóc mái nha. Đây nè, để chị nghe chưa, chị chỉ cho em kinh nghiệm làm sao cho tóc mình đừng có rụng nghe chưa. Chỉ đâu? Đây bây giờ em tập trung đâu. Em nghe chuyên gia chia sẻ bí quyết ngăn ngừa rụng tóc của người phụ nữ tuổi 40. Dạ thưa bác sĩ, vì sao phụ nữ ở độ tuổi 40 trở đi thì tóc lại bị rụng nhiều thế ạ? À, chúng ta cũng biết rằng cái nội tiết tố, cái estrogen ở người phụ nữ đó từ 30 tuổi là mỗi năm nó cứ giảm 1 đến 1,5%. Và như vậy cho tới 40 tuổi hoặc cho tới 50 tuổi thì tổng cộng cái số lượng nó lên tới 15%. Thì khi mà 1%, 2% chúng ta không có để ý, nhưng khi nó sụt giảm đến 15% thì nó có sự thay đổi liền, cái tóc nó sẽ thay đổi. Nhưng không hẳn tất cả mọi người phụ nữ đều như vậy. Chỉ những người phụ nữ nó có những cái vấn đề đặc biệt, thí dụ như có các cái bệnh lý bên trong cơ thể mà liên quan đến nội tiết tố, hoặc là đối với những người phụ nữ cái giai đoạn tiền mãn kinh, nhất là mãn kinh sớm, hay là những người phụ nữ sau sinh mà có cái yếu tố về trầm cảm sau sinh, và cái quan trọng nữa là máu. Thì như vậy cái việc mà cái người phụ nữ 40 trở lên hay là 50 bắt đầu tại sao cái tóc nó rụng dần và có người hói, đó là liên quan trực tiếp đến vấn đề nội tiết. À, thưa bác sĩ, như vậy thì có cách nào để cải thiện tình trạng rụng tóc ở chị em phụ nữ độ tuổi từ 40 trở lên hay không ạ? Để làm sao cho người phụ nữ độ tuổi 40 nó không có rơi vào cái tình huống này, chúng ta chú ý tới 3 khía cạnh. Cái thứ nhất là vấn đề ăn uống, dinh dưỡng. Các cái thành phần nuôi dưỡng đó nó phải đủ để bảo đảm rằng cái quá trình lão hóa sớm nó sẽ không xảy ra. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải chú ý tới cái sự luyện tập và cái quan
quan trọng là phải làm sao cho cái nội tiết tố nó không có sụt giảm một cách dữ dội. Đối với cái tình trạng mà rụng tóc do vấn đề nội tiết tố đó, thì chúng ta phải chú ý tới cái việc sử dụng các cái sản phẩm, các cái dược phẩm để nó có thể điều chỉnh được từ ở bên trong, tức là nó cân bằng được nội tiết tố cũng như là nó giúp cho cái tình trạng thiếu máu không xảy ra, thì nó sẽ nuôi dưỡng cái nang tóc được tốt. Và như vậy chúng ta sẽ điều chỉnh từ gốc chứ không phải từ ngọn. Trong cái việc chăm sóc tóc từ bên ngoài đó, thì chúng ta chú ý chúng ta cũng không có nên gội đầu quá thường xuyên. Mỗi tuần tối đa chúng ta có thể gội 3 lần. Bên cạnh đó đó thì chúng ta hạn chế sử dụng các cái hóa chất, thí dụ như nhuộm tóc, thí dụ dùng cái duỗi tóc. Thưa bác sĩ, sau 40 thì không chỉ là các chị phụ nữ đối diện với tình trạng là rụng tóc không đâu, mà còn có những căn bệnh mãn tính khác, ví dụ như là xương khớp, tiểu đường, rồi tiền đình, mỡ máu, vân vân. Như vậy thì việc mà mình sử dụng những cái viên uống để mà chống rụng tóc như thế thì nó có ảnh hưởng gì đến quá trình điều trị những bệnh mãn tính khác không ạ? Trong các cái viên bảo vệ sức khỏe này, nó cũng đều có các tá dược, nhưng các cái sản phẩm trong đó có hà thủ ô đỏ, trong đó có thành phần vitamin, thì thường là nó không ảnh hưởng đến những cái nội tiết tố khác, hay là không ảnh hưởng đến các cái thuốc khác trong cái quá trình điều trị các cái bệnh kèm theo hay trong cái quá trình lão hóa của mình. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có xu hướng sử dụng những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vậy thì bác sĩ có những lời khuyên nào dành cho những ai mà đang mong muốn là cải thiện được tình trạng rụng tóc và dùng thuốc rụng tóc hay không ạ? Chúng ta chú ý cái điều này, các cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe đó thì phải được Bộ Y tế cho phép, chúng ta lựa chọn những cái nơi sản xuất tin cậy. Bên cạnh đó đó thì các cái sản phẩm này nó phù hợp với cái cơ địa, với cái thể trạng của mình. Chúng ta hay nói tới cái quan điểm là thầy tại chỗ, thuốc tại chỗ, thì cái người sinh sống ở đâu, các cái dược liệu, các cái sản phẩm từ nó cũng sẽ bổ sung tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta nhớ một điều, thí dụ như các sản phẩm mà có chứa hà thủ ô đỏ đó, thì ngoài cái chuyện là nó tăng sản xuất hồng cầu, nó giúp cho cân bằng nội tiết, nó còn chống lại các gốc tự do, mà gốc tự do là một cái thành phần mà nó gây lão hóa rất nhanh. Thì như vậy nếu mà chúng ta muốn giữ cái thanh xuân thì chúng ta có thể sử dụng cái này, bởi vì nó vừa cân bằng nội tiết mà nó vừa chống lại cái hoạt động của gốc tự do. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ thì xin mời bác sĩ cùng quay trở lại với tiểu phẩm của chương trình, cùng xem rằng các nhân vật trong tiểu phẩm sẽ xử lý tình huống ra sao sau khi lắng nghe những lời tư vấn từ bác sĩ nhé. Bởi vì phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh rất là dễ rụng tóc. Một khi mình đã biết nguyên nhân tại sao mà tóc mình rụng rồi đó, mình dùng sản phẩm để giúp cho cân bằng hormone tự nhiên là bảo đảm là tóc em sẽ mọc nhanh liền à. Em ra em hỏi liền để em đi. Hỏi đâu sao vậy? Chạy đi mua. Trời đất ơi, cưng ơi, chị đã nói rồi, tám nè. Cái gì tám cũng biết hết đó. Đúng rồi. Chị mới mua giùm cho em với chị, mà thôi để chị tặng cho em. Gì quá vậy? Nó nghe là thôi khỏi con, khỏi mua em. Thôi cưng, em tự đi mua được rồi, đem về tặng đi, tặng bé Dân phải không? Mà nói nghe nè, em mua sản phẩm đó, em phải lựa những nơi mà có đơn vị uy tín. Rồi, nói nghe. Rồi, giờ chị nhờ chị ra nguyên một chợ thông báo, đúng không? Thông báo gì? Bệnh tào lao của em hồi nãy đó, bây giờ phát hiện ra em bị này, giờ chị chỉ em rồi. Chưa có đi chợ đúng không? Đi, hai chị em mình ra, sẵn tôi mua đồ qua nhà bà nấu ăn luôn. Mà bây giờ mình phải vừa đi vừa làm. Là gì vậy? Vừa đi vừa rau chứ không thôi. Là con mình... của mày bệnh gì hết? Chứ mình nói một lần mệt lắm em ơi. Nè, tôi không có bệnh gì hết con đó nha. Nè, tôi không có bệnh gì hết. Lưu ý để phòng ngừa và điều trị rụng tóc ở phụ nữ tuổi 40. Đa phần các chị em phụ nữ sau tuổi 40 đều bị rụng tóc do thay đổi nội tiết tố, cần dùng viên uống để cải thiện dinh dưỡng cho tóc từ bên trong. Khi lựa chọn viên uống mọc tóc, người Việt nên dùng các thảo dược sản xuất trong nước sẽ phù hợp và bổ sung dưỡng chất tốt hơn. Chú ý chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân bằng, ngủ đủ giấc, hạn chế sử dụng hóa chất làm tóc như thuốc uống, ép, nhuộm tóc, duy trì chế độ tập luyện thể dục nhẹ nhàng phù hợp. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay đã dành thời gian tham dự chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chương trình cũng xin được khép lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 12:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thân ái chào tạm biệt. Ai nói con của má rụng hết tóc đâu? Chứ má nhìn đi, bây giờ cái đầu của con nè. Tại con dùng quá chất nhiều quá đó cho nên nó mới như vậy đó. Thì bây giờ mình phải làm cách nào để cho không còn bị rụng tóc nữa? Má sẽ đưa con tới bác sĩ, nhờ bác sĩ giải thích cho mình biết phương pháp nào để mình thoát khỏi cái nỗi lo rụng tóc vì quá chất, được chưa? Dạ.